Rihanna bị loại bỏ đến từ Fukuna, có vẻ như họ muốn cho Faker. Hello, hello. Do thôi mọi người, chúng ta cùng đến với lại cái ván thi đấu ở cái nhánh 1-1 giữa T1 và BLG. Oriana Norton Sejuani, tướng rất là thuận tay của T1 đã bị cấm đi. Còn bên phía của T1 thì cấm những con tướng mạnh được đánh giá với một cái tier cao ở trong cái kỳ chung kết thế giới này. Simonder, Aurora, Yone, Vi hay là Ari trước đây. Được chọn khởi đầu khi Vi vẫn còn ở đó thì đây là một sự lựa chọn nếu như khóa lại là rất tự tin đến từ Nai. Rất tự tin đến Vi. Chất tướng mà Nai cũng đã thực sự là chơi quá nhiều. Anh ta cũng có những màn trình diễn cực kỳ thượng hạng với chất tướng này. Xem là bên phía BLG sẽ chốt. Xong rồi bích thằng Ari lấy skin của Faker đối đầu với lại Faker. Căng dữ vậy. Như vậy là quyết định là pick Ari thì ngay lập tức sẽ là V dành cho bên phía Corner và Na ở khu vực trên. Na đang được đánh giá rất là cao ha, những cái kèo chất tướng mà đánh kiểu dạng không cần tài nguyên nhiều và có thể xử lý tốt. Giác tướng tủ. Skarner là hợp lý đó. Skarner trong cái trường hợp này là hợp lý và Jack ở khu vực đỉnh trên luôn. Như vậy sẽ là cái kèo mà Jack quyền năng bất diệt đánh Jadam đánh rất láo cùng với lại Gona của Z. Theo như cái lối chơi thông thường của Binher và chúng ta sẽ có cái vòng rừng từ dưới hướng lên trên của Quay. Rất nhanh nha. Xài lát Ari. Đường cực kỳ nhanh. Xài lát với lại Ari kèo này không dễ nha. Kèo này thì ngày hôm qua và tại sao mà bên phía của JK không dám chơi con xài lát là bởi vì cho Vi nó có thể đánh con Ari mà nó outfarm được con xài lát thôi. Đây là một kèo mà rất khó dành cho bên phía của xài lát. Giai đoạn đi đường đó anh em. Vẫn xài lát nó cần rất là nhiều tài nguyên để mà nó có thể trụ được đường ở khu vực giữa này. Rồi, đội hình của cả hai thì có một vài những cái điểm tương đồng nhất định. Nhưng nói về cái sự gắn kết thì cảm giác bên phía của Tuyên Quang đang có cặp binh rừng ở cấp độ 6 khá là ok. Bị một cái nè, là ván này mà con Skarner nó có được cái điểm hạ gục đầu tiên, nó lên được trái tim khổng thần đó nha, sẽ rất là lợi hại. Tại vì Vi với lại xài lát rất dễ để cho bên phía của Skarner có thể tích số. Cấm chích, cấm Kai'Sa, cấm Reatan Blast, cấm AC. Rồi, Ezreal không được Kalista, Kalista và Rell. Kalista và Rell, Kalista và Raum. Kalista trước. Con AC đã bị cấm đi rồi nè. Xe bóng nào? Midfortune và Rell. Xe Yarakan. Xe Yarakan. Jihin và Leona. Jihin Poppy. Cứng đối cứng với lại không hạn chế bích con Alistar mọi người. Alistar nó sẽ mang lại thêm một cái chiêu cuối quá ngon cho xe lát của Faker. Jihin là Poppy là hợp lý nhất rồi. T1 thì họ đang chọn theo đúng từng vị trí của họ đứng luôn. Khi mà đường trên thì chọn đường trên trước. Rừng thì có rồi như vậy sẽ là chọn được sau khi thấy đối phương sẽ là lúc nào cho bên phía của Kira như Kesa hay là Alista tức cho mình Kalista. Kalista này khả năng khá cao, nghĩa là sẽ là Kalista sát lực tại vì đội hình họ dùng sát thương khá là hiệu quả nha. Wow. Và nếu là Pai à, khóa là Pai rồi đúng không? Đang nhá, đang nhá. PK không được, chắc không phải PK đâu. Con Bobby mà nếu như làm tốt á, chặn được rất nhiều nhịp lao vào đến từ phía của T1 tại vì một khi mà Vi đã lao vào thì chắc chắn có những pha lao vào đến từ Na thành cái là Salad thì cái không thể lây chuyển Bobby mà Neko sẽ là những cái pha mà rất là dễ dàng cho anh phía của BLG ngăn chặn những nhịp lao vào từ T1. Nhưng Neko sự lựa chọn Alista thì sao khiến cho anh phía của BLG quyết định của Kira là Neko. Neko là một sự lựa chọn khá là hay. Neko để chắc chắn có cái đường giữa thắng vì nếu như Jin và Poppy đối đầu hai trực diện dù không có chống chịu ở trong vai trò hỗ trợ mà họ sẽ follow theo ở cái nhịp tấn công và có đột biến đến từ Neko. Bot của họ cũng xem cái kèo mà thắng ở đường dưới. Poppy thì cũng chỉ với búa chấm động tầm hoạt động cũng rất là hạn chế. Thì để xem bên phía của BLG có đảo đường không hay là họ sẽ đánh trực diện đối với đối phương luôn. E rằng là hơi khó đấy. Xét về ban bích thì bên phía của BLG đang có vài những cái tham vọng của mình điểm nhất định nha. Ví dụ như con Skarner này có khả năng sẽ trong những cái con tướng chống chịu rất là khó chịu.
mà tôi nghĩ là rất là khỏe Scanner nha, và Bobby combo này cũng khá là phù hợp cùng với nhau nữa. Tại vì nếu như ở dạng na tín này thì mà đánh thường nghĩa là không phát hiệu. Hai cái đẩy tường làm choáng. Hơn vì những cái nhịp lao vào vẫn là khỏe, Salad bạn có khả năng. Zack ở đường trên đã từng có thời điểm mà Bim đánh ôn kèo nha. Thế này mà hãy cùng đến với hai đội chúng ta. Phiên bản này được búp thêm miếng giáp nữa. Quay trở lại diễn biến của các cặp trận đấu. Đánh cùng với lại Na. Đánh cùng với lại Na chắc chắn là Bim sẽ lựa theo cái lối chơi tấn công. Quyền năng mất diệt. Quy lên đánh tay kiểu kiểu là như vậy á. Và một trong hai đội tuyển nếu thua trong cặp thi đấu này sẽ có tỷ số 1-2. Và đó là điều mà rất ít người có thể tưởng tượng được trước khi mà giải đấu chung kết thế giới này diễn ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với rồi, nhưng mà muốn đánh theo cái kiểu dành cho Bim kiểu như là Quy quyền năng mất diệt á thì cái vòng rừng của Quy là phải từ dưới hướng lên nha. Và mình đang có dấu hiệu là vòng rừng từ trên hướng xuống của Honor hả? Có đổi đường không? Không, cái thế này thì bên phía của BG chắc không đổi đường. T1 thì đang có boss mạnh chắc họ cũng không đổi đường. Của T1 họ sẽ lao chung với nhau, nhưng BLG họ sẽ nhỉnh hơn một điểm, đó là họ có khả năng che rất tốt đến từ những vị tướng có khả năng chống chịu tốt. Do đó thì cái nhịp 1 của T1 sẽ là nhịp vô cùng quan trọng. Rồi, như vậy là mình sẽ coi cái khả năng đi đường đường quan trọng hơn hết là tôi đang muốn của T1 như thế nào với những cái kèo có thể là những cái kèo mà mình đang đánh giá có thể là khó nha. Ari và Silas. Silas sốc điện. Nhánh phụ thì có thêm cái giáp cốt. Với nhánh kiên định. Và các bạn đừng quên BLG đổi đường à. Của bạn trên trang lowlowsport.com và theo dõi trực tiếp các giải đấu chung kết thế giới để nhận về các biểu cảm, biểu tượng cũng như hộp. Rồi, BLG đổi đường. Đây là cái thời điểm mà giải đấu chung kết thế giới của chúng ta diễn ra. Do đó thì những cái món quà này nó có mắt phòng vệ. Và các bạn đừng quên nhé, chạy xuống đường dưới của bạn trên trang lowlowsport.com. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thì nếu mà đổi đường như thế này thì rất đơn giản là phần rừng của T1 để họ có thể cướp rừng. Trong khi đó, ở quay 3 và TB lên đường trên ở dạng na khổng lồ. Con bồ đỏ này nhanh hơn bởi vì ăn cấp độ đồ bột khá khổ. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy được có vẻ như người đang gặp vấn đề trong khoảng thời gian đầu tiên, có thể sẽ là Kerea một tí xíu. Kerea sẽ bị thiếu đi một vài. Hai sập ra đường giữa là hợp lý nè. Ôi như vậy hai sập ra đường giữa thì khỏe cho Faker. Tại vì cái kèo nếu như mà đánh một bột á thì Faker sẽ bị người chịu thiệt với lại con Ri ha. Kèo này Salad khó thắng lắm mọi người, trừ khi mà bạn tung chiêu bạn bắt E2 trúng. Đánh run thì bạn có cơ hội bạn lướt lên bạn bắt E2, chứ mà đánh giải thì bạn cần có rừng. Rồi nhưng mà với việc mà đổi đường mà hai hỗ trợ ra đường giữa có hỗ trợ tay dài là Kyria thì ba cấp độ đầu tiên của Faker sẽ được giải quyết tương đối là đơn giản. Rồi rất bắt đầu tích nổ thôi. Bung chiêu và tích nổ ha. Đẩy xong cái đợt lính thứ ba này. TV lên đường trên. Kinh nghiệm của con xe ở đường trên. Kẹp không? Nổ đẹp không? Không nhiều vấn đề lắm. Honor vừa rồi mấy người có một cái nắm đấm vào người con, nhưng mà on đã thoát chết trong gang tấc và một mình. Rồi như vậy của T1 là Bin xuống đường dưới lên cấp độ 3 kịp hay không đây? Có ăn con xe lên 3 đấy. Rất quyết định là không TB lên đường trên. Đấm về đấm tới. Thông thường thì cái thế này thì rất phải TB lên đường trên. Do đó thì họ sẽ mất một vài chỉ số lính ở việc mà L anh ta deny ở trong trụ này và thậm chí còn chặn lính đến từ L. Nhưng mà đúng là cái chất tướng cấp 3 của Zack thì cái cơ hội để cái thằng phòng ngự tốt hơn. Rất TB lên đường trên là phải thông minh đó mọi người, phải thông minh cho cái dạng na khổng lồ á. Chắc chắn là như vậy, những gì mà BLG đang có được nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái... Thì may ra có thể chống được tình huống mãn trụ 3-4 thành viên của phía đối phương. Nhưng mà khi mà Zack của Bin chủ động TB xuống đường dưới rồi á thì Zack TB lên đường trên trễ một dịp. Bị mất kinh nghiệm của đợt lính thứ 3 mất con xe. Nhưng nếu như mà Gomezi có thể tạo rất bị mất khá cái đổi được cùng một cái hướng song song với lại của Manchester kinh nghiệm và chỉ số xíu, nhưng rõ ràng khoảng thời gian đầu này dành cho L là nó quá tuyệt vời rồi. Tại vì các mọi người nhìn thấy cấp độ 4 đúng không, cấp độ 4 nó rớt đúng không, và L từ đây đã mất chỉ mà lên được cấp độ 3 rồi. Bãi chim hai sắp sửa xuất hiện, cũng không lộ lắm muốn có được. Thể bảo vệ cái bãi chim này dành cho Honor và quyết định của Way là biến về không có không lỗi nha mọi người, không lỗi nha. Tạm thời thì là 24 so với 28 chỉ số lính của hai người chơi đi rừng.
Trong khi đó thì Bin anh ta về nhà trước. Tại Bin vừa rồi cũng phải xe xe với lại sụp á. Còn rớt thì ăn một mình. Có vẻ như sau tình huống đó thì cái lượng kinh nghiệm mà cái chênh lệch đó chưa có nhiều á. Chênh lệch vừa phải. Về nhà đã có được một cái cuốc chim dành cho Huma Yushi, trong khi đó thì em mới chỉ là một cái giày mà thôi. Đánh nhau đường dưới. Tính ra vậy cũng khỏe nè. Bin thực ra về kèo chức tướng đánh một bộ á. Nếu mà đánh với lại con Na á, đồng ý là có quyền nắm bất gì thì có thể BK ở thời điểm cấp độ đầu. Nhưng mà nó đặt Bin vào một cái tình huống là sẽ lúc nào cũng sẽ rơi vào cái lượng máu thấp ít. Nên đổi đường như thế này thì sẽ có giai đoạn đầu an toàn cho Bin. Nhưng mà vô tình thì Faker cũng đang có giai đoạn đầu rất là an toàn. Kèo này Faker farm rất là thoải mái ở đỉnh giữa luôn, thậm chí là chưa mất cái bình máu nữa. Chỉ đảm bảo được câu chuyện farm Ari quyền năng bất diệt và nhánh phụ nhánh pháp thuật. Pháp thuật là có điểm thiêu rụi. Như vậy là không có điểm nhánh đỏ, không có điểm tạo sẵn tối thượng. Và đổi đường hỗ trợ ra đường giữa thì Faker cũng không bị sức ép, khỏe ghê. Đẩy xong, em phải hết sức cẩn thận với những tình huống đối phương có thể ổn định. Còn bây giờ Vi cùng với cả Way với một con bài Scanner đang cố gắng farm tiếp. Vi trong tay Honor đã có 36 chỉ số lính rồi, tận dụng khoảng thời gian mà Way đầu tư xuống khu vực đường dưới. Anh chàng này đã vươn lên dẫn trước về chỉ số lính so với cả Way. Rồi về nhà Faker hướng tới gì đây? Bị tệ nha. Anh ta đang nhìn xuống khu vực đường dưới. Đang có dấu hiệu lên đai tên lửa. Quốc BK cả ép tông biến ok. Mới nói tí xíu về câu chuyện là quay hỗ trợ tốt nhất động cơ vũ trụ hay là đai tên lửa cho Faker để tạo ra thế cân bằng. Và bây giờ Gumasi cũng đã có được cấp độ 5. Với việc mà đổi đường thì bên phía của T1 họ đã có được hai lớp kiên trụ ở khu vực đường dưới này rồi, và tình huống mà lính đẩy lên cao, do đó thì cặp đầu đường dưới của BLC Salad động cơ vũ trụ ok và để lùi về sống lên đồ có miếng máu cho nó mọi người. Thoải mái đẩy ở khu đường trên do Na trong tay của Zerg là người đẩy trước ở khu đường trên này. Chắc động cơ vũ trụ của Faker đã có cấp độ 6 rồi, khi mà có cấp độ 6 thì này sẽ gặp nguy hiểm trong những tình huống đấy. Lính này thì bên phía tự quan xử lý tốt nè. Top đẩy, bot đẩy, bot BK thắng pha. Có được sâu 2 và để lại ba khiên trụ đường dưới cho Gumasi. Mất một thanh tẩy một hồi máu. Lính ở đường trên là cái quay cho sớt khỏe. Ăn được hai sâu đầu. Cái này đang vô cùng giàu có khu vực dưới 57 lượng chỉ số lính bấm B về. Và để xem có thêm cái gì nữa không. Anh ta đang có hai cái dao găm, một đôi giày và cộng kèm thêm cái cuốc chim nữa, như đây là đủ rồi. Nó sẽ giúp cho tốc độ bắn và khả năng tấn công tiếp cận nó sẽ tuyệt vời. Nó phát cơ khu vực giữa. Cho bùm chiêu đẩy thằng ra một cái. Cái điểm được của Nai là nãy giờ tích được khá là nhiều cái quyền năng bất diệt thôi. Đáp trả ngược lại ta cầm sốc điện mà. Nhưng nếu như không chạm được vào người của Nai thì cái bản khỏe nha, kèo này rất khỏe cho Faker nha. Thực sự thì Faker đã phạm rất tốt nói chung à. 61 so với 61 chỉ số lính. Đến cấp độ 6 như này là thành công của Faker rồi. Phạm Hòa đã là thành công trước cấp độ 6 rồi. Và từ đó thì bắt đầu scale. Chết cũng có giày thép gai. Ok, mọi đường với phía tương quan bây giờ đang rất là thoải mái. Rất quan trọng. Ui, bây giờ đã có cấp độ 6. Anh chàng này phá một cái hoa soi sáng, nhìn thấy mắt của đối phương và sau đó tiếp cận khu vực. Thì bây giờ mình để coi là hai chiêu cuối của hai người trên rừng sẽ có cái tác động như thế nào trong bán này ha. Honor chắc cũng hơi khó găng tóc. Máu của Bin đang khá là ok. Chưa thể nào so bì với lại Quay được về mặt cấp độ. Quay đã có được cấp độ Bot 6 thì... khả năng tấn công của mình dưới là có. Quay cũng không găng được. Đã có được cấp độ 6 rồi. Chứ tôi cảm giác là hơi trễ. Ăn đỡ con rồng với cái đợt lính này được tích ha. Nhưng rõ ràng có áp lực ở trong cái vòng rừng. Honor cũng bắt đầu di chuyển xuống đường dưới rồi. Cấp độ 6 cũng đã có đến từ Honor. On đẩy và làm choáng kia ra. Phía bên kia Honor cũng đấm vào người của Quay. Một bắt về hôn gió tầm gần. Điều cầu tốt của Nai. Phất lết dành cho Nai. Faker cướp cái phi hồ. Lao vào tấn công thêm lần nữa. Nai còn một lần lướt phi hồ để Nai có thể chạy. Quay lướt lên để hỗ trợ trong đội của mình. Faker nhảy vào giữ chân lên. Ui hay. Faker lướt phi hồ né. Hết mana rồi. Phía cảnh bên kia là Bin dịch chuyển. Và PLG chỉ qua trụ chế đều như mẹ gục. Như vậy là tỷ số là 2 đều ở thời điểm này. Một tình huống giao tranh rất mãn nhãn đến từ cả hai team và vẫn chưa có bất cứ một team. Như vậy là tình huống này là một cái lợi thế về 1 đối 2. Và rồng thì vẫn chưa được. Honor lên cấp độ 6 nhưng Honor bị Fortress 2 đánh 1 trước. Là người đẩy cao khu vực đường trên, sau đó anh ta chạy ra đường giữa để đẩy Way lính vào trụ. Và chúng ta được chứng kiến một tình huống giao tranh cực kỳ giằng co. Lỗi mọi người nha, đói bụng phải tranh thủ ăn thêm miếng gì để tránh trường hợp bị tụt huyết áp mà. Do đó thì cái lượng sát thương nó không chập vào. Và BLG chọn dễ hơn. Tại vì khi mà Nai chạy xuống là Nai với lại Way biết phải đánh Nai rồi. Còn chỗ đó Faker chắc chắn sẽ bị đổi hơn. Tại ta là người chạy vào sau. Và đó Faker cũng không nhiều mana. Đủ mana để đặt cái Quy xong nổ Quy 2 chết được Quay.
và chính những tình huống xử lý đó khiến cho đây lối lên trang bị của Faker đâu mà nào thực sự mong muốn lắm với cái 400 đồng rồi tại của BLG. Ờ, có một cái phiên bản trước á khi mà con Salad nó được buff mana bay của nó khá là ok mà cái lượng sát thương cái lượng khống chế đến từ phần này hơi khó cho nó quá khủng khiếp đi. Irene tiếp cận tốt tại vì On chọn vào người của người chơi đi rừng nhưng mà Faker thì lại không đủ tầm để có thể tiếp cận vào người trên rừng của BLG một cách nhanh chóng được. Do đó chúng ta thấy là cái nhịp 1 thì bên phía của BLG là người lướt e lên phi hồ tốc biến né hôn gió đập quy nổ quy hai tốt ha. Thì anh ta lấy được mạng của phía bên game binh dịch chuyển ra phía sau rồi hơi khó cho Faker để chạy được ở trong cái phần này. Tuy nhiên thì người có được dòng lính ở đường trên thì lính đẩy cho bên phía của binh, tức là mỗi bên đều đang có những nguồn kinh tế nó vừa đủ để hài lòng, không một bên nào gọi là ăn thua đủ hay là hơn cả, mỗi bên sẽ nhắm vào những điều cần thiết nhất. Nhưng có một điểm khá tốt cho T1 là thương chúng ta Ari đã có phi hồ, bạn sẽ phải trao đổi quay thì cũng đã có được cái tù bảo sách. Nhưng T1 vừa có con rồng đầu đồ khá ngon lắm là bọn họ chiếm được hai con sâu không đầu tiên, cái ngưỡng đầu đồ đang rất là tốt cho phía của BLG. Nhưng rõ ràng bên bot thì hơi xui là Gumashi chỉ có 2 điểm hỗ trợ thôi đó, nên Guma đang không ao đồ hỗ bên ao đồ so với lại xạ thủ rồi lính đẩy pha này thì xấu sâu cho T1 chắc chắn là như vậy rồi. BG dám đánh không, dám kiểm soát không? On đã có mặt ở khu vực sông trên này nhưng On mới cấp độ 5 mà thôi. Còn Carrier quyết định của Way là ăn cung cua trên rồi, ok. Giữa này nhưng đối thủ chắc chắn là sẽ check kỹ càng. Sau đó thì không đủ tham minh để ăn sâu. Năm sâu chứ. Năm sâu cho T1. BG dám đánh pha này à? Đánh để câu thời gian cho bot. Ông Bin bắt đầu di chuyển rồi. Bin là người không có di chuyển. Trong khi đó thì rớt sẽ là người có di chuyển. Do đó thì Bin sẽ là người phải chủ động đi trước. T1 chắc vẫn sẽ đánh đó mọi người. Pha đánh quan trọng nè. Đây là lượng nổ có thể giao tranh được. T1 họ sẽ mất một sâu. Chờ cho rớt setup quay ở đường dưới trước cái đã. Và T1 quyết định là bỏ. Họ cảm nhận giai đoạn này chắc là vẫn chưa đủ để có thể sẵn sàng cho rủng giao tranh khi mà đối. Như vậy là không kịp. Cái tempo biến về vừa rồi đến từ rớt và cái tempo di chuyển ra cánh trên kiểm soát của phía T1 là không đủ áp lực. Thay vào đó là một khiên trụ thứ tư dành cho Z ở đường dưới. Trụ này đang còn rất thấp báo rồi. Nếu như có trụ đầu là thành công dành cho T1, còn nếu như không có thì có vẻ như T1 họ hơi nhục. Áp lực lên cánh trên BK bắt cái giam cầm cướp được một người hai bên xuống cái giam cầm kéo qua kéo lại như là kéo co. Sân khấu được mở lên. Oh no, tốc biến lùi ra phía sau chuẩn bị né sân khấu. Ai sợ điểm hai cục tốt cho bên phía của T1 với tình huống xử lý vừa rồi. Tuy nhiên là chúng ta thấy On mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. On cấp độ 6 mọi thứ nó sẽ khác dành cho BLG. Như một tình huống nổ hoa tuyệt vời đến từ Kera giữ trận đối phương lại. Scanner của Wei. Đây, Kera lộ hình để hỗ trợ cho Faker farm cái đợt lính này. Trong khi đó thì Guma di chuyển xuống đường dưới. Sức ép lớn và khiến cho Zac của Bin không có dám farm được đứng ở dưới trụ. Na của Z cũng là na khổng lồ. Trụ đầu tiên dành cho bên phía của T1. Họ sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn khá nhiều. Họ chắc chắn là như vậy. Và từ đấy giờ tình huống đánh nhau và những pha ra đổi của họ nó không hề có một dấu hiệu lỗ. Đồng ý là họ bị mất những con sâu. Nhưng các bạn đánh nhau khu vực đường trên này rõ ràng Faker, Honor và Carrier là những người đều có sát thương. Cô ngược lại với cái BLG thôi thì cảm giác là không đủ. Và T1 hiểu được vấn đề đó. Họ tổ chức đánh một cách cực kỳ mạnh mẽ bất chấp cái câu chuyện nào đó có thể bị ảnh hưởng. Và họ đã đúng, họ có được trụ một, họ có được những hạ gục. Ari bây giờ ta không lên cái giày khai sáng nữa nha mọi người. Đang có một con na chạy đồ lên đồ xuyên khám phép. Đó là một cái thông tin rất tốt để giúp cho rớt có tận dụng mấy cái đồ của mới của pháp sư. Dành cho bên phía của BLG. Khi đó thì con Jack chưa đủ sức mạnh đối đầu với lại con na. Thôi, Honor giáo thiên ly rìu đen. Cùng chờ đợi những tình huống di chuyển tiếp theo đến từ cả hai team. Tầm 1 phút nữa thì quyết định của Way là lên cái tù bảo trước chứ không phải là lên cái trái tim học thần. Tù bảo đồ mạnh ở trong cái trường hợp này dành cho bên phía của Scanner. Nhưng mà bây giờ tích số của khủng thần nếu mà hướng tới thì nó hơi lâu nha. Họ đang muốn kìa. Họ đang kêu gọi Scanner lên để tổ chức pha băng trụ. Honor cũng nhận ra vấn đề đó. 2 đánh 3 liệu được hay không? Rồi, Honor có mặt na tốt của Zed chuẩn bị biến thành na khổng lồ phản công rồi. Đây, đẩy về 3 thành viên, đẩy Honor về Zed 1-3-0. Ok, Faker đang di chuyển lên. Ném đá làm chậm. Faker lướt tới. Không đó, Kera. Kera vẫn đang bị giữ chân, người ta đang cần phải lùi. Nhưng T1 phòng thủ thành công. Như vậy là một tình huống mà đẩy chiêu cuối về nó lại giúp cho N anh ta lùi về. Phải đẩy chiêu cuối nó hơi xa khỏi tầm trụ mọi người. Không có sát thương trụ hỗ trợ trong cái pha đó.
và cũng không thể là tiếp cận vào người các thành viên còn lại của BLG. Một tình huống pha đó nếu như mà On không có đẩy một cái chiếc cuối đẹp vào người của Honor thì chắc là có thêm điểm của một trận tương quan rồi. Tương quan tiếp cận ok quá ha, nó đang đi đường ổn áp, đường trên đang gáp 10 chỉ số lính, không phải là quá nhiều cho rớt. Kèo chất tướng của Zac ở dòng về sau khá là ok, nhưng mà khúc này thì rớt kèo xử lý 1-1 là ổn rồi. Con sẽ giả đẩy đường giữa rồng thì sau đây Faker bắt E2 lao vào đánh chống chịu, lướt đai chạy ra phía sau cướp chiêu cuối sứ giả phán quyết của On, bắt E2 và ép tốc biến của On. Faker đang đánh rất tốt với lại một con Salad dày thủy ngân. Vì Faker đang có KDA rất xanh, đồ của anh ta là ổn. Trong khi đó thì những cái chiêu cuối của BLG họ chưa có ở thời điểm này. Hai dịch chuyển tới, có thêm dịch chuyển đến Faker dịch chuyển lên hỗ trợ cho Zed ha. Khi mà thấy Nai dịch chuyển ở phía sau. Faker một ván thi đấu ngày hôm qua anh ta thấy Scout đánh con Salad này kinh quá, và ngày hôm nay Faker cũng đang muốn chứng tỏ là anh ta cùng với Scout lý do tại sao mà cả hai đã từng là đồng đội với nhau tại T1 và đã thể hiện một con Salad quá tốt với khả năng vừa chạy xuống cùng đi dưới, xong anh ta chạy lên trên để hỗ trợ đồng đội của mình tránh trường hợp trao đổi từ BOC, và trong pha đó không phải là trao đổi mà T1 là đội lấy được. Như vậy là T1 họ đang cố gắng đập những cái bước đi đến từ BOC và họ đang tạm thời thành công tính đến thời điểm này. Lượng tiền chênh nhau bây giờ là tầm khoảng 2k tiền và T1 họ đã có được hai con rồng làm vốn rồi. Cái thời điểm này thời điểm mà T1 họ sẽ ép giao tranh liên tục ở trên bản đồ, bởi vì rõ ràng chất tướng đang ủng hộ dành cho T1 về giai đoạn mid game, để xem là những cái bước tiếp theo T1 họ sẽ làm gì. Và Na trong tay của Zed đã có được tao hợp kiếm rồi, trong khi đó thì Zac của Bin vẫn chưa thể nào có được món trang bị lớn này. Như vậy kèo đấu ở đường dưới thì tạm thời người sẽ có được lợi thế là Zed. Wu Mengzi sẽ là người được cắt cử ra đường giữa để tiếp tục đẩy, và thế kiểm soát sông sẽ thuộc về T1. Còn trong WG, những nỗ lực của họ để tìm kiếm công trình đầu nó vẫn đang là một... Còn tiếp mọi người ha. Này cũng đang chưa biết phải phân tích như thế nào. Tại cái nhịp dịch chuyển lên đường trên nó khiến cho cái tempo của cả hai nó bị mất khá là nặng ở trong cái thủ tiếp theo. Nhưng mà trong tình huống này thì đang không có tiêu lớn. Rồng gió. Rồng gió thì chở bên phía của BG khá là ok. Quay tấn công Faker, bắt chầm cầm, nai hôn gió. Điều cầu sát thương, sát thương là chưa đủ. Faker lướt e chủ động tốc biến, ui phi hồ lần một của Nai, phi hồ lần hai điều cầu tốt. Ngược lại chiêu cuối của Nai là thứ được tận dụng, và BLG đã cân bằng về mạng hạ gục rồi. Xử lý mắc binh đến từ cặp đôi mid rừng của BLG ở pha thi đấu vừa rồi. Faker cố gắng quay trở lại để anh ta bắt vào đồ vương hồi máu, nhưng được né cực kỳ nhẹ bởi Way. Và đây chính là cái niềm hy vọng của BLG ở thời điểm này, bởi vì những người chơi còn lại không phải là những cú đấm rất hay. Khoan đã, cú đấm rất hay, và Oda là người phải bỏ chạy. Đã xuống phá mầm, nổ hoa tốt, quẹt. Hai bên đánh căng quá anh em à. Eo tốc biến qua phía bên kia, có Zed đứng chờ sẵn. Bin nhảy vào nền, Honor đấm, Honor tốc biến. Phía bên kia Bin cũng tốc biến, đuổi theo tấn công Gera và cả Gumayushi nữa. Gera tốc biến ra phía sau, hai bên đánh ăn miếng trả miếng. Căng thực sự khi mà chúng ta đang không có mục tiêu lớn trên bản đồ, thì hai bên va vào nhau ở trong những cái tình huống bắt người. Nhanh với kiểu lên đồ của mình, sống sót với một chấm máu, quay trở lại với cái sân khấu tử thần để khiến cho T1 họ gặp áp lực. T1 họ đã dồn rất nhiều tài nguyên để lấy mạng. Faker chắc là phải có động cơ vũ trụ ha. Và ta lùi về được và khiến Yuma Yoshi nằm xuống với cái áp lực của Way, lùi mất một mạng đấy từ T1 ở pha thi đấu rồi. Tôi nghĩ rằng đó là một cái Bin có được một mạng. Rất vừa rồi cũng có được một đúng đảo găng ra đường giữa. Tương đối là nhanh, lại tiếp tục đấm nhau khi mà có rớt biến thành Na khổng lồ. Khi mà On quá tự tin, anh ta đẩy vào cái bấm của một con Nico để có thể lùi về, và cái chiêu cuối của Caria thực sự là tuyệt vời, nó trúng hai mục tiêu. Và từ đó thì Gumayushi là người có được một điểm hạ gục. Khi mà bên phía của On cùng với đồng đội của anh ta cố gắng lấy mạng L, tức là họ tự đưa bản thân họ vào thế khó. Thì đó là lý do tại sao mà Kira không kịp thoát ra để đẩy cái CC vô người của Bin. Và có một điểm cực kỳ quan trọng, Bin mắc choáng căng. Sẽ cần phải lưu ý chuyện này, từ nãy giờ những mạng hạ gục đang rơi vào tay của những người quan trọng nhất của BLG, nó rơi vào tay của EO, rơi vào tay của Ari, trong tay của Nai, và chưa kể đến một mạng hạ gục rơi vào tay của Bin. Rồi khúc này cảnh thì như thế nào đây? Nãy giờ chúng ta đang thấy là những cái đường cánh của phía tương quanh đang bị khai thác bởi tình huống di chuyển của Way với lại Nai bắt vào phía cơ. Nhưng mà giai đoạn về sau chất tướng Slash đẩy cánh khá là ok. Ari cũng đẩy cũng không quá tệ nha. Hai bên thì đang có vài những cái điểm tương đồng nhất định, không nghiêng hẳn về cái cánh cho một phía nào hết. Tại vì nếu Way có áp lực thì phía bên kia Honor cũng áp lực của chiêu cuối của con Vi mọi người. Nhưng mà đúng là nãy giờ thì Honor đang chưa áp lực ở cánh nhiều.
Thêm vào đó là đang di chuyển rảo ra đường giữa để có thể kiểm soát cái bờ sông cùng với lại sạch hỗ trợ của mình. Những team này là đều phụ thuộc tương đối nhiều cái chiêu cuối của mình. Còn bây giờ thì các thành viên của BLG cũng rồng thôi. Họ đều muốn kiểm ván này căng nhưng mà rồng không thơm. Để hướng tới những mục tiêu ở bên sông. Eo đang sắp vượt qua cái giai đoạn mà anh ta gặp khó khăn về khả năng gây sát thương. Anh ta sắp sửa có được cái đại bác liên thanh. Sau khi hoàn thành xong đại bác liên thanh và khi mà ta nhìn vào phía bên kia, anh ta cảm nhận hai độ Kalista để ném bùn rồi chắc đưa lại scanner được. Anh ta có thể sẽ nhắm tới cái vô cực kiếm. Hai đồ sẽ giúp cho con Jin có thể bịt lên giáp tài sĩ cơ món 2. Cần phết nhờ. Cơ vừa đầu cũng hướng tới giáp tài sĩ cơ rồi mọi người. Động cơ vũ trụ bỏ lại phía sau ha. Để có thể thiết lập ra những tình huống 1 đến 4. Một pha lái xe sẵn sàng rồi. Để xem là có lái không đi. Bịt 1-1 lại xuống đường dưới. 4 đánh 4. Xin lỗi 2 đánh 2. Tài cơ lướt xuống. Zed đang yếu máu. Nai có phi hồ. Zed đang có lượng nổ đẹp. Điều cầu vừa rồi của Nai không trúng vào người của Zed. Faker cướp chiêu cuối, bật thay vũ khí của Bin. Đồng đội cũng đã tới rồi. Căng. Bin cũng đang chuẩn bị hồi lại dịch chuyển. Chuẩn bị thôi. Rồng thì đang được kéo ra. Zed thì đang có dịch chuyển. Thấy được lính cùng hai đường trên của mình đang chạm trụ. Quyết định của Zed là chạy lên đường trên và Bin bây giờ mới hồi lại dịch chuyển thì cảm giác cái tempo của phía BLG nó đã trễ. Đây là con rồng thứ 3 của rồng 3 cho T1. Và T1 là người có linh hồn rồng gió và đang là người kiểm soát thế trận. Và quan trọng hơn linh hồn hết, rồng gió cho T1 tới con rồng thứ 4 của ván thi đấu này. Không phải là quá tuyệt vời. Họ có được chủ một khu vực dưới, đồng nghĩa với việc họ cắm mắt thoải mái và dễ hơn. Còn bên phía của BLG, nhiệm vụ của họ phải làm sao giải quyết được cái chủ một khu vực dưới. Họ không giải quyết được nó là họ rất khó để tranh cướp những mục tiêu lớn. Chỉ là giáp tay Seeker là trang bị pin anh ta lên ở món trang bị lớn tiếp, một món trang bị nhỏ tiếp theo, món trang bị tầm trung. Rồi, nhưng mà trước đó thì mọi người thấy là con sắc này của Bin bắt đầu đang có dấu hiệu đánh một bộ ok nè. Na thì chắc phải canh canh cái lượng nổ của mình đó mọi người. Đánh giao tranh ngắn nhưng mà có cái lượng nổ đẹp á. Thì Bin không dám là ổn định. Chứ mà Bin chết mà kiểu dạng nổ mà nó thấp á, nó không có đủ. Nó không có đủ nổ để tích biến thằng Na khổng lồ trong cái pha giao tranh ngắn thì chắc là Bin ổn định luôn chơi tới luôn á. Giữa giúp cho Guma Yuxi tạm thời an toàn. Wei đang đi thẳng vào rừng đối phương nhưng phải hết sức cẩn thận. Mắt bờ sông của BLG hiện tại đang trải ra tốt nha. Họ đang bắt cặp hỗ trợ với lại rừng. Cái bộ đôi này CC với nhau cùng ác, đẩy vô tường, hai con đều đẩy vào tường. Quyết định đến từ Wei là khá hợp lý. Việc bạn có R nó sẽ trụ đường giữa như nào đây. BLG tràn lên bắn một hit, những hit đánh đến từ bên phía của lính hỗ trợ thêm lượng sát thương. Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian. Bot cũng đang BK rồi. Zed đang không có nổ. Bin quyết định lậu nên đẩy cái chiêu cuối của mình vào. Chủ động tốc biến đánh tay có đúp. Nguyên năng bất diệt hồi lại và có đồng hồ. Solo kill cho Bin. Vẫn là solo kill dành cho Bin, trụ không đủ sát thương và là solo. Cái điểm yếu của con Na khi mà biến thành dạng Na tí nị ở dạng mệt mỏi không được tích cái nổ. Cái giáp tay Sucker không một cái gì có thể cản anh ta có phải nhảy vào người của Zed trong thứ lúc rồi cả. Nó đã đủ để tiền ra đánh cấp đến từ Bin, một trong những người chơi đường trên xuất sắc nhất hiện tại và đã thể hiện điều đó rất tốt bất chấp. Như vậy là đã có biến số ở trong cái bán này rồi. Cảnh của BLG đã bắt đầu có áp lực. Rõ ràng với những gì mà vừa rồi Bin thể hiện được thì anh ta đã thể hiện đẳng cấp của mình. Thời điểm đúng lúc mà mọi người cần Bin nhất thì BLG đã thể hiện được một người chơi được trên quá đỉnh cao. Vừa mới nói luôn mọi người ha. Cái thời điểm mà Bin all in là cái thời điểm mà rất không thể nào tích được nổ hoặc là dạng nổ không đẹp. Bin quá hiểu kèo rồi. Thường rồi, đúng rồi. Reset là đánh để cho đối phương nhảy trước. Tại vì nếu như mà sử dụng nhảy trước có thể sẽ bị outplay. Và từ đó thì một tình huống Bin này ta xử lý tuyệt vời với con bài Jack này. Đã có đồng hồ cao. Giai đoạn đi đường thì Bin farm thua khoảng chừng mười mấy triệu số lính. Nhưng mà nó không đáng kể. Tới khúc này thì Bin bắt đầu là cảm giác làm bố rồi. Sự chủ động ở đường cánh của Bin nó sẽ cao hơn. Zed thì cũng có hai đồ lớn chứ không phải là không. Bin thì có đồ giao tranh. Zed cũng đồ giao tranh. Với cái bóng vuốt Starrak là món trang bị thứ hai. Phải bỏ tiền ra để giữ điều đó. Anh ta cần có một cái bảo hiểm nhân thọ đủ lớn.
Và Bin đã có được cái rồi, eo hướng tới sắp cái nỏ thần Dominator. Chứ không phải là vô cực kiếm. Chính sự tự tin này sẽ giúp cho Bin cực kỳ thoải mái hơn. Còn trong khi đẩy bên phía của C1, nhưng nỗ lực của Faker họ để bảo kê ba cái trụ đầu tiên Faker nó đã hết kiếm rồi. Họ không còn trụ một khu vực dưới, họ không còn trụ một khu vực dưới. Đưa cái tư thế. Ủa, đồ này là đồ thành phần giống phiên bản 14.19 đúng không? Lượng tiền đang ngang. Một pha đánh có thể giữ. Ông Faker lên đồng hồ món hai mà. Rồi chết không có tốc biến Na khổng lồ. Bị giam cầm đẩy về phía sau vẫn bị bắt. Faker dịch chuyển, đồng đội đang tới rồi. Zed đang chạy. Faker đáp xuống, Faker cướp giam cầm được một người, không có pin. Pin quay ngược trở lại, pin có đồng hồ để có thể câu kéo. Nai cũng đáp xuống khu vực đỉnh dưới. Faker mất cái đồng hồ này, Faker chắc là sẽ bị hạ gục. Điểm hạ gục dành cho bên phía của BLG. Là BLG, WDL cũng đã trúng vào người của N 74 cho đại diện số 1 của LPL. Và sau đó có thể sẽ là Baron này trang đầy. BLG họ đang chạy ra đường giữa, đẩy thêm một vui lính mang ra thế để có thể kiểm soát bản đồ và chờ cái dịch chuyển tới đến từ người chơi đường chết của BLG. Bờ sông của BLG kiểm soát quá tốt, cánh của họ bắt đầu đang mạnh hơn. Honor có cướp được không đây? Đang chưa có tầm nhìn. Guerrera có khá là nhiều mắt, bắt đầu cắm mắt rồi. Baron còn 9.000 máu, 8.000 máu. On đang đứng che, On đang đứng cover. Honor đổi góc, có dịch chuyển đến từ Zed. Sứ giả phán quyết Honor đang ra khỏi tầm. Honor lao vào nhắm vào xạ thủ của phía đối phương. Nai đang không có chiêu cuối. Thì Quanh đánh bên cánh trái, sắp bao được tốt đến từ Gumasi và double kill cho Guma. Bin bắt choáng được thành công, lao vào tấn công Guma và dứt điểm Guma thành công dành cho bên phía của Bin. Giao tranh khá là hỗn loạn, Bin đang bị tấn công. Nai khổng lồ đẩy về, Bin 100 máu và Bin đã nằm. Double kill dành cho Zed. Quay ngược trở lại là con Baron cho T1. Con Baron này, họ đang tấn công Baron trở lại. Wave vẫn nhưng đầy máu trong là bốn thành viên còn lại của các thành viên BLG đã nằm xuống rồi. Một tình huống mà T1 họ kể ra đi tìm Wave thành công. Bây giờ sẽ là cơ hội tấn công Baron ngược lại đến từ T1 và rất khó dành cho Wave rồi. Một cái săn chói tung ra, rất là người che chắn để khiến Wave không tiếp cận hai Baron này. Và Baron sẽ có ok. Còn con rồng thì sao? Bị khiến tế ông cu. Liệu T1 có kịp thời về nhà để chạy ra rồng hay không đây? Họ có thể tưởng tượng ra đó. Gần mà có double kill xong rồi Zed có được cú double kill nữa mọi người. Khá nhẹ nhàng khi mà họ đã thắng trong. Cái double kill của Zed nó giúp cho trang bị của Zed ok hơn nha. Phần nào đó gỡ lại về cái áp lực bị cắn nhiều. Đánh lên cánh trên, Kera gom câu kéo được các thành viên với cú nổ hoa của phía BLG cánh dưới. Hai chủ lực của phía BLG bị focus ở cánh trên. Khi mà tài nguyên của họ hết rồi, Nai không có phi hồ, Nai tốc biến vẫn chết. Zed đáp xuống sau một tình huống hồi sinh và đánh hồi biến thành Na khổng lồ. CC ok luôn. Công trong việc phòng thủ Baron và thậm chí họ có Baron. Còn con rồng này sẽ là một tình huống tiếp tục cân não được từ cả hai team. Khi mà bên phía của T1 họ đang khó khăn trong trong tâm tối thì rõ ràng ánh mặt trăng mang tên Honor đã xuất hiện và anh ta đã có một nắm đấm nó vô cùng chất lượng để giúp cho bên phía của T1 có được một chiến thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và giờ con rồng đang sẵn sàng với những tình huống đánh nhau đến cả hai bên. Tôi đang thấy Zed đang muốn tích lượng nộ của mình, Faker cũng đang di chuyển. Bên phía của T1 đã sẵn sàng một rồng, họ muốn có linh hồn rồng này bằng mọi giá. Kira tìm góc, câu được pin là thành công của Kira nha. Ui, xí giả phải quyết đẩy về rồi, đó chính là Honor. Faker có đồng hồ, xí giả phải quyết hai thành viên. Ui, lão vào đồ vướng đục, chết chút nữa là đổi mạng thành công. Phía bên kia thì pin cũng tương tự là như vậy. 4 đánh 1, quay ngược trở lại, nhảy tiếp, giam cầm trúng một người đến từ bên phía của Wei. Đẩy làm choáng tốt đến từ Wei, Kira 100 máu, Gumashi đang găm giáo. Nai lao vào và dứt điểm được Gumayushi. Honor đã quay trở lại cùng với lại Zed, đấm chết nà. Nổ giam, giao tranh 3v3. 3 người đã phải nằm xuống, tốc biến ném bùng mê răng tầm gần. Silo tốt đến từ bên phía của Zed. On đang che, On đẩy vào làm choáng. Nai có thể rút lui, nhưng mà On chắc là chết thuê. Lời, T1 đã lời về cái điểm hạ gục ở trong cái tình huống giao tranh vừa rồi. Bùa lợi Baron đến từ Zed và Honor vẫn tiếp tục đẩy vào trụ 2 ở đường dưới này. Đợt lính ở khu vực trên thì sao đây? Faker đã đáp xuống, sẽ là một tình huống TP của Faker để có thể farm được lính ở đường trên. Hãy cùng xem lại một tình huống nhấp giả tốt đến từ bên phía của cả hai đội tuyển. Faker lao vào một mình, anh ta cưng 4 thành viên của phía BLG ở hàng tuyến sau. Khả năng sinh tồn của Faker là cực kỳ tốt. Phía cánh bên kia thì Honor
không kịp sử dụng cái đồng hồ của mình. Người chơi đứng trên của BLG, một tình huống nhấp nhả tiếp theo khi mà giam cầm này được tung ra nó trúng vào kèo. Rung ma ba đồ nha. Má quay làm pha tốc biến đẩy e cũng căng đó chứ. Nhưng ở bên này chưa không thôi là Linh nghĩ là đã hủy diệt cho Thiên Quan rồi đó. Họ tấn công thẳng vào Jin DTL. Để pha đó kiểu dạng Rung ma si ném free từ đầu tới cuối là hủy diệt rồi còn gì nữa. Một con pháp sư và một con tướng có khả năng chống chịu và khả năng hỗ trợ đến từ On là quá yếu ớt. Bên phía của T1 họ càn lên lấy thêm một mạng và cả cái trụ nữa. Quá đỉnh cao, quá đẳng cấp. Đôi khi bạn không cần phải là một nghệ sĩ, bạn chỉ cần lo nơ là đủ. Một thiên tài thật sự trong pha xử lý của bản thân mình. Và T1 vẫn đang chưa muốn dừng lại đó. BLG sẽ làm gì đây? Họ đang tương đối bị rỗi. Tại vì họ không còn những cái gì có thể nữa. Thứ nhất là hai trụ đường dưới bị mất. Chưa cái có linh hồn rồng. Ừ, cái nhất an ủi của họ là đối phương chưa có linh hồn rồng. Nhưng lợi thế của T1 đã là quá nhiều rồi. Ở thời điểm này họ đang mở ra cái thế trận, và các bạn đã có thể nhìn thấy cái bản đồ vừa rồi khi mà các Rioter họ đã điều chỉnh cho chúng ta, thì nhìn thấy khả năng kiểm soát của BLG ở thời điểm này đang là rất hạn chế quanh khu vực sông. Bây giờ họ cần phải có những con mắt ở trong phần rừng của mình đã. Gumma bây giờ đang rất khỏe nha mọi người ha. Lính ở khu vực đường giữa và khu vực đường trên. Thì ở thời điểm này Jaxo món trang bị thứ tư chờ mục tiêu lớn đấy chăng, hoặc là chờ các thành viên của T1 và BLG về nhà mô đồ. Ấy da, T1 đang trình diễn một cái bộ mặt đấy. Đánh được thế nhờ. Nghe đồn hạt giống số 1 ABL đánh với lại hạt giống số 4 ACK. Honor có giáp thiên thần. Để liên tục ép được vào bất cứ Kera có đồng hồ, một đồng hồ, hai đồng hồ, Faker và Kera, một giáp thiên thần. Giao tranh sắp tới là bên phía T1 đang có lợi nha. Như vậy bây giờ BLG họ đang trông chờ vào một, họ có nhiều công cụ hơn để bet hơn đồ duy nhất so với cả Faker mà thôi. Anh chàng này đã có được 3 món trang bị lớn rồi, còn những người chơi còn lại của T1 đang có được rất nhiều món trang bị lớn trên người. Faker 3 ông quay ông không lên cái khổng thần thôi chứ mà ông quay lên cái khổng thần là nãy giờ ông tích được bao nhiêu số rồi đó. Đây là một con vi cực kỳ xanh xao đến từ người chơi rừng của T1, và rõ ràng đây là một tiền đề để giúp cho T1 họ đang bắt đầu bay ở thời điểm này. Còn ngược lại thì sao? Bin bây giờ đang cố gắng để hướng tới là một cái đao tím, nhưng với cái đồ như này chống chịu trong giao tranh tương đối yếu ớt, anh chàng này sẽ cần phải phụ thuộc vào một cái đồ hồ Catonia. Còn El bây giờ cũng đã có được 3 món trang bị lớn rồi. 3 món trang bị này bắn là ổn, nhưng cái sát thương không phải là quá bùng nổ, chỉ ở mức tầm trung bình khá mà thôi. Và thật sự Honor, anh ta đánh Honor thật sự trong vài cái này thì bên phía T1 cảm giác rất ok rồi. Với những nắm đấm rất bùng nổ, những đấm nếu như mà lựa chọn cái phần trăm để có thể chiến thắng ở trong cái pha team fight thì nghĩa là bây giờ bên phía của Tiên Quan đang là 55%. Thì tôi cảm giác ta nghĩ tới một cơ kiếm, nhưng đội hình của họ chống chịu có, mở có, sát thương phép có, tam xạ thủ có. Chỉ có điều là nếu như mà cái chống chịu của Zed không có nổ tốt á thì nó sẽ hơi yếu thêm chút. Con rồng tiếp theo chuẩn bị sẽ xuất hiện sau tầm khoảng độ 40. Thì cái cơ hội để giao tranh cho phía của BG chắc là rơi vào tay của On là nhiều ha. On và Bin, Bin có góc nhấp nhả phía sau. Và On có cái chiêu cuối tốt. Và để xem là T1 họ quan tâm tới con rồng hay là họ muốn hai cái yếu tố đó nha mọi người. Vẫn đang là một dấu hiệu tạm thời là chậm rãi. Rồng này thì bên phía của BG chắc bỏ. Đánh nhau nào tiếp tục đến từ bên phía của T1 cũng như là BG cả. Nhưng rõ ràng BG đang là đội bị bỏ và kiểm soát được mắt ở đường trên hay không đây. Ở Bin và Zed, tức là ban đầu Bin là người liên tục áp đảo Zed và cho Zed những cái sự khó khăn. Nhưng bây giờ khi mà Zed đang ở cấp độ 17, anh ta đang nhỉnh hơn Bin, anh ta farm hơn và chưa kể đến anh ta bù qua Zed lại về những mà hạ gục rồi. Thì nó sẽ không còn những khoảng cách đó nữa. Faker đang đẩy được quay lấy những cánh, trong khi đó đường dưới thì Nai vừa rồi không lên xuyên kháng phép đã có đao tím rồi. Đây với là một cái đá khóa ở trong cái lần về nhà là ba món trang bị lớn. Nai cùng với cả On đã bắt đầu di chuyển để kiểm soát bản đồ, nhưng On bị đấm. Honor đang là người bị đấm và Honor sẽ cần rồi rồi rồi. T1 mở sẵn trội tốt chết, quay chết Baron thôi. Ôi, quay còn sống. Nà khổng lồ của Zed, Guma đang nhảy công cái đồng hồ, pin câu kéo, pin chết rồi mọi người ơi. Ok, và ta cũng là người bị hạ gục. Faker đâu quay không chết nhờ. Bên phía của BLG lại một lần nữa là đội thua trong thủ giao tranh. Quay chết là đẩy lên Baron rồi. Quay đang sống lên đẩy về khu vực hang rồng. Rồng nguyên tố thứ 5 và sẽ rồng rồng 4. Này lao vào trừng phạt uy tín của Honor. Ok. Bin Baron. Bin không có dịch chuyển, cơ hội quá tốt cho bên phía của T1 để có thể kiểm soát bù lại Baron này. Này đang còn chiêu cuối đúng không? Rồi sao nữa? Không hết chiêu cuối rồi. Và khi đó Jack của Bin dịch chuyển tới bị cô lập, anh ta phải lên bàn đánh số rồi.
Faker bọt ép tóc biến nổ hòa hai thành viên lao vào tấn công tiếp vào người của EL. Thanh tẩy không có tác dụng, giam cầm vừa rồi Nai bắt buộc phải tóc biến. Faker bắt E2 thành công và dứt điểm được Nai. Lại là câu chuyện của T1, lại là câu chuyện của N. Một ván thi đấu quá tuyệt vời đến từ đại diện số 4 của bên phía LCK. Họ đang muốn nhắm tới có thể sẽ là cái trụ bảo vệ nhà lính này. Còn cái nhà lính có muốn ăn hay không, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Họ vẫn đang hơn người so với đối phương. Faker la vào bị ngăn cản bởi cái không thể lay chuyển. Một cửa mega và endgame. Đang muốn end. Căng vậy. Họ đang muốn endgame liệu được hay không đây? Họ đang có đầy đủ người. Baron thì sao? T1 đã sẵn sàng rồi nhưng lính đang di. Baron thì sao? Men ơi. Men cờ đỏ ơi. On đang cố gắng câu kéo thời gian 16 giây nữa em có thể xuất hiện 19. Rồi lao vào bắt E giam cầm 3 người đó. Pin nó gõ. Sao đây 5 đánh 3 ở trong trụ chấp 2 trụ nữa. Guma đang được chảy anh em ơi. Double kill cho Guma-si. Ok. Ui. Căng dữ vậy. Và ở những khoảnh khắc quyết định thì T1 vẫn là đội tuyển xuất sắc hơn so với đối phương. Thật không ngờ, thật trơ trêu khi mà hạt giống số 1 của khu vực LPL đã về đội vậy. Một lần ta là người tiếp theo nằm xuống. AJK đánh đi, căng dữ vậy. 6 giây nữa em có thể xuất hiện, 19 giây nữa thì Nam có thể xuất hiện. Cơ hội cho T1 endgame không lẽ là đây. Tưởng Baron chứ. Vừa fire rất hay đến từ Bin, nhưng Bin là người bị đấm văng lên. Họ đang sẵn sàng sử dụng kỹ năng W của mình vào gom người rất. Quay gom được 3 người fire rất hay đến từ Bin, nhưng Bin là người bị đấm văng lên. Pha này thì on còn 7 giây nữa mới hồi lại chữ cuối. Chứ pha này mà on có chữ cuối mà còn đánh chắc là tan vỡ mà. Đánh chữ cuối xong rồi tự nhiên đẩy được hai thành viên phun máu ở phía bên kia ha. Rồi được hai thành viên phun máu cắn lên. Mà on lúc đó còn khoảng chừng 7 giây nữa là hồi lại chữ cuối rồi. Căng quá. Ok, hạt giống số 4 của SK. Nãy sợ đài thì chắc chắn Honor xứng đáng với danh nhà vua. Đồng ý. Anh ta